hay đi đâu hết mà lại có mỗi một bạn học ngồi đè hơi nhỉ? Thế đang còn lớp trưởng đâu nhỉ? Cô giáo đi đâu nhỉ? Không thấy ai cả nhỉ? Ê, à, lớp trưởng đến rồi. À, thế con là lớp trưởng à? Hả? À, lớp trưởng à? Thế cô giáo đi đâu rồi? Hả? Hôm nay cô giáo đi đâu nhỉ? Không thấy đi đâu, không thấy đến nhỉ? Ê, à, cô giáo đến rồi. Ê, cô giáo đi ăn cơm à? Thế cô giáo đi ăn cơm mà cô giáo không điểm danh một cái à? Hả? Làm gì có cô giáo nào lại như vậy ta? À, điểm danh à? Ừ, đến đầy đủ rồi, ăn cơm thôi ha.